chữ cái tiếng Việt dành cho các bé mẫu giáo lớn và lớp 1. Nét 1. Cong kín. Đặt bút dưới đường kẻ ba trên một chút. Viết nét cong kín từ phải sang trái. Nét 2. Khuyết ngược. Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ ba trên. Viết nét khuyết ngược, kéo dài xuống đường kẻ 4 phía dưới. Dừng bút ở đường kẻ 2 trên.